Chào chuyên gia Thanh Hương, cậu nhỏ của tôi dài 18 cm. Vợ của tôi rất sợ mỗi khi gần gũi, vì lần nào quan hệ xong vợ tôi cũng bị chảy máu. Cả tháng nay vợ tôi luôn tìm lý do né tránh chuyện ấy. Chuyên gia có giải pháp nào giúp vợ chồng tôi không? Tôi rất lo lắng nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Trong khi hàng triệu nam giới đang đi tìm đủ mọi cách để cải thiện kích thước cậu nhỏ của mình to hơn, dài hơn, thì bên cạnh đó không ít người đang gặp phải rắc rối với cậu nhỏ ngoại cỡ của mình. Những người đàn ông có dương vật nhỏ hoặc vừa vừa thì chỉ cần kích thích một chút là sau đó có thể đưa cậu nhỏ tọt vào bên trong cô bé một cách trơn tru dễ dàng. Thì những cậu nhỏ ngoại cỡ khiến cho nam giới cảm thấy bối rối, không biết làm sao để yêu. Họ cảm thấy khó khăn trong việc đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé, thời gian kích thích phải lâu hơn và phải lựa lựa luồn lách làm sao vào bên trong cô bé khá là vất vả. Nhiều khi làm không khéo lại khiến cho đối tác cảm thấy bị đau đớn, khó chịu, mất cảm hứng yêu. Vậy phải làm sao để yêu khi cậu nhỏ ngoại cỡ? Thanh Hương sẽ bật mí cho những bạn nào đang ở trong trường hợp này 5 bí quyết sau đây. Hãy lắng nghe thật kỹ nhé! Thực tế thì không phải chỉ có mình anh T đâu. Đã có rất nhiều nam giới từng nhắn tin nhờ tôi tư vấn có cách nào để quan hệ khi cậu nhỏ quá to không, chứ mỗi lần quan hệ là như cực hình. Chỉ thấy người yêu hay vợ là nhăn nhó, gồng lên chịu đựng, chứ không thấy khi nào họ thoải mái hay sung sướng cả. Và thực tế là có rất nhiều chị em phụ nữ khóc thét, cầu cứu chuyên gia khi kích thước cậu nhỏ của chồng quá to. Mỗi một lần quan hệ là họ cảm thấy đau rát, khó chịu vô cùng. Dần dần họ bị ám ảnh, sợ hãi tới mức là chỉ cần chồng quay sang khều khều thôi là họ đã tìm đủ mọi cách để né tránh và không cho chồng quan hệ. Rồi có những cánh mày râu còn hỏi tôi là có cách nào để cho cậu nhỏ nhỏ và ngắn lại không? Thì tôi hay trêu các bạn ấy là chỉ có lấy dao hay kéo là gọt bớt đi thôi. Thực tế bí quyết để tăng kích thước cậu nhỏ thì tôi còn có, chứ mà bảo làm sao để thu hẹp cậu nhỏ, cho cậu nhỏ nhỏ và ngắn lại thì thực sự là bó tay chấm con. Và chúng ta chỉ có thể khắc phục tình trạng này thông qua một số bí quyết sau đây. Thứ nhất là sử dụng chất bôi trơn hỗ trợ cho cuộc yêu. Với cậu nhỏ quá khổ thì việc sử dụng chất bôi trơn hỗ trợ sẽ giúp cuộc yêu trở nên tuyệt vời hơn. Ngay cả khi cô nhỏ của người phụ nữ đã khá ẩm ướt rồi thì vẫn nên sử dụng thêm một chút chất bôi trơn. Vì chất bôi trơn sẽ làm giảm cái độ ma sát giữa cậu nhỏ và cô bé, do đó có thể làm giảm cái sự khó chịu của bạn tình khi cậu nhỏ của bạn quá lớn xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý, không phải loại chất bôi trơn nào cũng có thể sử dụng. Các bạn chỉ nên sử dụng chất bôi trơn dạng gốc nước. Đây, Thanh Hương có thể cho các bạn tham khảo, đây là dạng gốc nước này, hoặc là gel bôi trơn dạng gốc silicone. Bởi vì các chất bôi trơn này có thể dùng kết hợp với bao cao su nếu các bạn muốn. Còn không nên sử dụng chất bôi trơn dạng gốc dầu vì có thể gây nhiễm trùng do sự lên men. Gel bôi trơn thì nó không chỉ sử dụng khi mà cô nhỏ quá khô hay là các bạn xâm nhập vào bên trong, mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay trong bàn dạo đầu bằng cách là bôi lên người bạn tình khi mà các bạn dùng tay để massage cô nhỏ, hoặc là massage toàn thân, hoặc là bôi trực tiếp lên cậu nhỏ, có rất là nhiều công dụng tuyệt vời như vậy. Thì thông thường Thanh Hưng hay tư vấn cho những bạn mà có nhu cầu sử dụng chất bôi trơn cái loại gel Sakami này. Nó là gel bôi trơn gốc nước, rất là an toàn. Thứ nhất, nó là hàng của Nhật Bản, rất an toàn, có thể là các bạn ngậm, các bạn nuốt vào miệng khi mà các bạn oral sex đều không có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Thì các bạn có thể là tham khảo. Bí quyết thứ hai, thật chậm rãi. Thông thường thì đàn ông ai cũng thích là phải hùng hục, nhanh mạnh. Nhưng trong trường hợp cậu nhỏ có kích thước quá khổ thì hành động này lại rất nguy hiểm. Các bạn nên dành thời gian cho màn dạo đầu lâu hơn để cơ thể người phụ nữ được thả lỏng. Khi đó cô nhỏ sẽ mở rộng ra và sẵn sàng cho việc xâm nhập. Chậm rãi và kiểm soát sự ổn định của cuộc yêu sẽ khiến bạn dễ đến đích hơn. Hãy thâm nhập chậm rãi và từ từ tiến công để người phụ nữ không còn cảm thấy sợ hãi với kích thước cậu nhỏ quá to của bạn. Nếu như kích thước cậu nhỏ quá dài thì các bạn còn phải hạn chế độ sâu khi đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé, nhớ nhé. Bí quyết thứ ba, lựa chọn tư thế yêu phù hợp. Nên lựa chọn tư thế yêu kiểu truyền thống, vì với tư thế này bạn có thể vào sâu mà không sợ gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bạn tình. Tuy hơi có nhàm chán đôi chút, nhưng trong trường hợp này thì đó là sự lựa chọn thông minh. Bạn cũng có thể thử với tư thế nàng ở trên, chàng ở dưới. Điều này giúp cho người phụ nữ
kiểm soát được nhịp yêu theo ý của mình. À, nàng thích vào sâu, thích vào nông hay thích nhanh, thích mạnh là tùy ý của nàng. Nên là sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Hoặc làm cái tư thế nữa là tư thế nằm nghiêng cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu như mà kích thước cậu nhỏ quá lớn. Vì lúc này cái lực đẩy của bạn bị giới hạn. Nằm ở tư thế này thì bạn không thể nào mà đẩy nhanh mạnh quá mức và mông của bạn tình cũng sẽ cản trở không cho cậu nhỏ vào quá sâu. Ở tư thế này thì chắc chắn là bạn cần có sự trợ giúp của người phụ nữ. Đằng sau thì người đàn ông tiến tới và đằng trước thì người phụ nữ có thể là nhấp nhô cái mông, lùi hoặc tiến. Và chính cái sự trợ giúp này sẽ giúp kiểm soát cái độ sâu của cậu nhỏ vào trong cô bé. Người phụ nữ sẽ hạn chế đau rát khó chịu rất nhiều. Bí quyết thứ tư, không nên áp dụng những tư thế mới lạ. Những người đàn ông có kích thước cậu nhỏ khiêm tốn, bị ngắn thì lại đi tìm những tư thế làm sao để có thể vào sâu nhất. Thế nhưng mà những người đàn ông đã sở hữu kích thước cậu nhỏ quá khổ rồi thì không phải tư thế nào cũng có thể áp dụng. Những tư thế mà cậu nhỏ không vuông góc với mặt ngoài của cậu nhỏ là cần phải tránh tuyệt đối. Hoặc là những tư thế vào từ phía sau, tư thế ngồi, tư thế đứng có thể là lãng mạn đổi mới đấy, nhưng sẽ rất dễ gây đau đớn cho bạn tình. Hoặc là những tư thế mà cậu nhỏ xâm nhập sâu vào bên trong cô bé. Đàn ông thì ai cũng thích vào sâu, nhưng với cậu nhỏ quá lớn thì điều này sẽ làm tổn thương tới cô bé hoặc là tổn thương tới chính cả bản thân bạn. Xuất tinh sớm, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn khiến cho đời sống chăn gối vợ chồng mất đi sự hòa hợp. Có rất nhiều câu chuyện, vợ ngoại tình chỉ vì chồng bị xuất tinh sớm 1-2 phút đã ra hoặc yếu sinh lý đang yêu thì cậu nhỏ lại xìu, khiến vợ bị hụt hẫng không được thăng hoa. Trước thực trạng đó, Thanh Hương cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra đời hai dòng sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới, Man Plus và Man Plus Gold. Không chỉ giúp nam giới cải thiện về sức khỏe mà còn giúp cho đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa, viên mãn hơn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cau, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, tăng sản sinh testosterone nội sinh, khắc phục tình trạng khó cương, cậu nhỏ không còn lo gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Phục hồi sinh lực sau mỗi lần xuất tinh nhanh hơn, làm chậm quá trình mãn dục. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản, còn giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, góp phần tăng tỷ lệ thụ thai. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế kiểm định cấp phép lưu hành nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Man Plus và Man Plus Gold giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Thứ năm, tránh yêu qua đường hậu môn. Có khá nhiều người thích kiểu yêu qua đường hậu môn vì nơi đây cũng có khá nhiều dây thần kinh cảm giác khiến bạn có nhiều khoái cảm mới lạ, thích thú hơn. Nhưng các bạn nên biết rằng ống hậu môn thì nó không mang tính đàn hồi giống như cô nhỏ. Với những cậu nhỏ khác, việc yêu qua đường hậu môn đã khó khăn, mà với những cậu nhỏ quá lớn thì việc áp dụng kiểu yêu này chắc chắn sẽ gây ra sự đau đớn và khó chịu vô cùng cho người phụ nữ. Cho nên là các bạn hãy tuyệt đối tránh cái kiểu yêu này. Sau khi nghe câu chuyện của một người đàn ông sở hữu kích thước cậu nhỏ dài 18cm và những khó khăn gặp phải trong quá trình ân ái với vợ, thì không biết là những cánh mày râu đang sở hữu kích thước cậu nhỏ chỉ dài tầm 11-13cm đã cảm thấy bớt tự ti hơn chưa? Thực tế, các bạn phải biết rằng là kích thước cậu nhỏ và kích thước cô bé phải ăn khớp với nhau thì mới có thể tạo nên một cuộc yêu hoàn hảo. Thế nhưng mà Thanh Hương thấy là có rất nhiều cánh mày râu cứ hay đi xem những bộ phim châu Âu, châu Mỹ. Và các bạn thấy rằng là những cái diễn viên trong phim có kích thước cậu nhỏ quá to, quá dài như vậy, đâm ra là tự ti với bản thân mình. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng kích thước cậu nhỏ hay thậm chí cả chiều cao của người châu Á hay người châu Âu, châu Mỹ là không thể so sánh với nhau. Và cái điều đặc biệt là gì ạ? Cái kích thước cô nhỏ của người phụ nữ châu Á cũng không thể nào mà bằng được với kích thước cô nhỏ của một người phụ nữ châu Âu hay châu Mỹ được. Cho nên các bạn không cần phải đặt mục tiêu quá to quá dài để làm gì đâu. Nếu như quá to quá dài mà gây đau đớn thì thực sự là cả hai không có cảm hứng và không thể thăng hoa trong cuộc yêu.
đôi khi đấy còn khiến cho người phụ nữ cảm thấy đau rát, khó chịu. Họ đâu có muốn nhập cuộc với mình, cho nên là kích thước vừa đủ. Nhưng mình có kỹ năng tốt, mình thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ thì mình hoàn toàn vẫn có thể tạo nên một cuộc yêu rất tuyệt vời. Các bạn nhớ nhé, nếu như các bạn thấy những thông tin ngày hôm nay Thanh ơi chia sẻ cho các bạn hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều. Đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như các bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy cứ comment ở dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!